anh phải bây giờ anh tình nguyện cho bạch cút tinh bắt anh luôn rồi, chịu không? Anh tình nguyện luôn. Là còn cái này là dây gì? Cái bạn bên kia dây dây gì? Hội sáu. Bạch cút tinh gì đẹp quá. Tiên nữ kia ở trên kia ngồi cao khoe. Hello hello, chào cô tiên nữ. Trời ơi cười kìa. Quá đẹp rồi. Rồi ai tắt đèn luôn rồi. Em gái hết luôn hả? Dạ sẽ chuyển tiếp tục. Rồi sáng dạ, không? Dạ còn. Còn không? Dạ. Chuyển tới mấy giờ là? Dạ chắc tầm 10 giờ. Cái này là mình tắm giờ đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn. Hồi sáng chiều phát hết bao nhiêu lốc nước rồi chú? Nhiều lắm rồi. Dạ. Nhiều lắm à. Nhiều lắm rồi. Hai lần lâu lâu mấy chục lốc rồi đó. Dạ. Xe có xe luôn. Mười mấy mấy chục lốc luôn. Nhà gần đây luôn anh chú. Dạ 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 gần đây. Bây giờ có chừng 40 lốc như vậy. 40 lốc rồi. Cả cô chủ luôn. Mèn đét ơi. Khen người bán mè. Bây giờ khen lại nè. Chào cô chủ dễ thương. À, cô chủ dễ thương. Sáng vậy. Ô, bà. Ôi, ông ta hay là có ánh đèn. Đẹp nhờ đèn. Hả, à, người đẹp nhờ đèn. Dạ, vô, dạ. Vô rồi chưa rồi. Vô chưa. Cái này là ngày mai phải không? Rồi, cái này là tới ngày mai đi, tối giờ ngủ. Dạ. Tối lên đèn. Quay dân này mới có hết cơ đúng không? Cao Tùng Vlog chào bà con cô bác buổi tối. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại An Hòa Tự. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2022. Thì Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh hiện tại của ngày đại lễ 18 tháng 5 để gửi đến bà con cô bác nha. Hôm nay mình đi với anh Bước Chân Miền Tây nè. Anh em đi cập nhật tình hình ở đại lễ 18 tháng 5 cho bà con cô bác tham khảo cũng như là xem những hình ảnh hiện tại như thế nào nha. Dạ dạ, ở đường thì bà con cô bác người ta bán mấy cái đồ cũng hôm nay bán nhiều quá luôn rồi nè. Nhóc thứ hết trơn luôn hả? Ở đây bán giày dép. Dạ dạ, bên kia thì bán quần áo hôm nay rất là nhiều luôn rồi nè. Rồi bà con cô bác nào chưa đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì cho Cao Tùng Vlog một đăng ký kênh để có tinh thần quay những video mới cập nhật ngày đại lễ mới nhất để gửi đến bà con cô bác nha. Ngày đại lễ 18 tháng 5 thì thường là nếu mà đông nhất khoảng tầm 17-18 thì thời điểm đó thì hầu như là những cái con đường đi không được luôn á, chặt cứng luôn. Đó, chào mấy cô luôn. Cái này là bán hay là phát nước? Tàu chắc này mà chia tiền rồi mấy cha ơi. Vậy le lỡ đi liếm. Liếm luôn. Trời ơi. Em Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Đây. Giờ này là chia tiền được rồi đó. Sáng giờ bán im mà nghe. Anh nhẹ é à. Bữa nay mới có gầm mà. Còn hơn là mình bán đông nhất và đắt nhất là ngày mấy hả cô? Ngày 17 ha. Sáng đêm luôn. À. 17 là lấy bọc mà đựng chứ không có là 17. Lấy bọc đựng tiền hả? Lấy bọc đựng tiền vô bánh ta chứ. Đừng bánh ta đựng tiền nữa. Vô bánh chi nè, đưa người ta lấy tiền. Chứ ngon mình lấy tiền không được nha. Có tiền mấy chị vui vẻ luôn rồi. Rồi em tạm biệt mấy chị. Chúc mấy chị ngày mai bán đất rồi, không cần tới 17 đâu. Rồi em đi luôn. Đây, mấy chỗ này bán mây. Đây là bán mây. Kia thì bán me. Thì thường mấy bà con đi cúng viếng xong rồi ra khu vực ở phía trước cũng như là hai bên đường á, bà con buôn bán rất là nhiều luôn. Thường là bà con ở đại lễ 18 tháng 5 thì buôn bán những cái đặc sản của vùng miền núi thì rất là nhiều luôn. Rồi.
rồi qua bên phía bên đây thì bán quần áo rất là nhiều luôn nè, 25k. Đây ở đây thì bánh tráng nướng, bánh tráng nướng luôn. Ủa còn em gái bên đây bán gì? À, bán quần áo ha, 25k. Sao chị? Về tới đâu? Đà Lạt luôn hả? Ôi, từ mà Đà Lạt mà vô tới đây bán luôn. Rồi cho lên thấy hình luôn, thấy hình luôn. Thấy thấy cảnh được cực khổ mà bán gì đó, rồi mười mốt chừng ra đây luôn, không chịu ở ngoài nữa. Em bán hết này, em đi về vậy, đi về hả? Còn em gái bên kia bán quần áo, bán đắt không? Sớm giờ bán đắt không? La Rai hả? Rồi em tạm biệt chị luôn. Rồi, chúc chị mua mai bán đắt luôn. Rồi, cảm ơn luôn. Này bán xôi. Đây, ở đây là bán mấy cái này là đồ cổ luôn hả cô? Dạ, bán đồ cổ mà. Dạ, mấy này bằng đồng hả cô? Đây, ông Phật Di Lạc. Mấy này giờ hiếm hả cô? Dạ, mấy cái đồng cổ nè. Ồ, mấy con ếch ngậm những cái đồng tiền nè. Rất là nhiều những cái đồ đồng hiếm luôn. Vàng luôn, bán vàng luôn. Sâu chuỗi. Ồ, ở đây là cái những cái viên đá. Anh đã bán bánh chén hả? Cho lên TV nha. Rồi chị bên kia bán quạt với bán lược. Là cái gian hàng ở phía trước này là của mình luôn hả anh? Đúng anh trai. À, vậy là bán bánh chén rồi bán mấy cái đồ trước trên này luôn. Đúng rồi. Dạ. Ôi, mấy cái bọc bánh tráng này khổng lồ luôn. Cái này là bây giờ kêu bằng là siêu to khổng lồ. Anh đã bước cho miền Tây mua một bọc về giác gì đi. Chúc anh bán đắt hàng nha, cảm ơn anh nha. Rồi, tạm biệt anh trai luôn. Rồi, đi quay một vòng đi. Dạ, quay một vòng đi vui. Đây, ở phía ngoài giờ này thì cũng rất là đông bà con ta đi luôn kìa. Rồi, ở đây bán lượt luôn. Chỗ giữ xe. Cái chỗ này thì bán dễ cưng quá ha. Hello cô chủ. Chào cô chủ luôn. Màn đét ơi. Khen người bán hàng. Bây giờ khen lại nè. Chào cô chủ dễ thương. Dễ cưng mà cô chủ thì dễ thương. Cô chủ dễ thương. Tên gì vậy? Kênh tên gì ạ? Anh này là kênh Cao Tùng Vlog. Anh này là Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây hả? Cao Tùng. Để hồi vô coi. Rồi hồi vô coi. Rồi quá im ha. Rồi tạm biệt người đẹp luôn. Người đẹp bán mấy cái con rấu xinh xinh. Bên đây thì có mấy cái anh bên đây có mấy cái dặm cũng khá là ngọt. Ở chỗ này thì đông quá luôn nè. Trong này bán quần áo đông quá. Vì rảo rảo mấy cái chỗ bán hàng ở phía trước. Ở đây gần tới cái cổng chỗ An Hòa Tự rồi kìa. Cái cổng rất là đẹp luôn. Quá đông. Giờ này phía ngoài nè, hầu như là những cái chiếc xe đang kẹt lại luôn, không có đi tới luôn được luôn. Hình như là phía ngoài như là chặn xe tải mà. Không biết là cách nào mà lọt vô đây được thì đi tới luôn cũng rất là khó khăn luôn á. Rồi chỗ này thì chỗ khu vực giữ xe. Chỗ khu vực giữ xe.
đường bánh tráng nè, anh bước vô đây. Vô đây là trong đây là thiên đường bánh tráng luôn. Đó. Đây. Thiên đường bánh tráng luôn. Dạ, quay cô luôn á. Dạ, hello cô. Cô bán gì đây? Tao bán muối tiền đinh bánh tráng tiền đinh, chưa bán chân chĩa. Bán cái gì? Chân chĩa là muối chôm, muối chĩa. À, muối chôm, muối chĩa. Dạ, dạ. Con hiểu liền. Dạ. Có tay luôn. Dạ, dạ. Còn cái này là? Cái này là thuốc so bóp. So bóp nè, 20.000 một chai. 20.000 cây này, 40.000 một chai. Dạ, dạ. Phải vô. Thôi cho cô. Quá vui vẻ. Không bán cơm chĩa. Không bán cái kia thôi. Dạ, mới đầu nghe là hiểu lầm luôn cô. Dạ. Tao bán là nhâm nhiều nước không con? Còn bên đây cắt tâm hai bà hộp gì đó. Cái này là cái gì con? Bên đây nếu mình mua về mình uống hay là mình uống giống như hộp é. Giống như hộp é ha. Giờ này sắp ta đang mua nè, ta mua những cái đồ mát gì về để mà uống. Cái là hạt chia. Hạt chia. À, chia có mà chĩa thì không. Chôm thì hết không. Rồi chào cô, chúc cô bán đắt hàng nha. Rồi tạm biệt cô luôn. Quay nhiều nhiều một chút. Quay nhiều nhiều một chút. Rồi chào cô. Rồi tạm biệt cô luôn. Rồi đây đến cái khu vực An Hòa Tự rồi. Ở đây thì ở trên đây cũng có cái bảng nè. Khu vực An Hòa Tự. Đẹp nhất là cái cổng để chữ mừng đại lễ 18 tháng 5. Rất là đẹp buổi tối. Nhiều rồi. Đó, anh này bán nước. Chưa biết nói rồi. Giờ được phát bao nhiêu thì được bao nhiêu. Ô, cái này là nước miễn phí chứ không phải là bán nha. Nước để đâu? Để bên kia hả? Rồi, nước quá đông rồi. Giờ này đông quá đông luôn rồi. Anh đã phát nước miễn phí ở phía trước cổng An Hòa Tự. Hello. Nước miễn phí nha bà con cô bác. Phía trước An Hòa Tự luôn. Dạ rồi xin một chai luôn đó, mình phải xin cái lọc luôn. Nhớ luôn. Dạ. Rồi sáng giờ phát hết bao nhiêu nhiều lốc nước rồi chú? Nhiều lắm rồi. Nhiều lắm à. Nhiều lắm rồi. Là chục lốc rồi đó. Dạ. Mấy chục lốc luôn. Nhà gần đây luôn hay chú? Dạ, nói chừng 40 chục lốc như vậy. 40 chục lốc luôn à. Quá tàn luôn rồi. Rồi chúc sức khỏe nha. Dạ. Chúc chú phát nước đắt hàng luôn. Cho nước đắt hàng luôn. Cô vui vẻ nha. Dạ. Rồi cảm ơn em trai luôn. Uống mấy chai. Bây giờ chưa uống chai nào luôn. Vậy là phát không nữa hả? Uống quá trời kìa, uống chai đi. Không dám uống luôn để cho không á. Để con. Để cho con, uống miễn phí lấy đi. Để chứ. Cho mà đang nỉ nữa. Thật sự là khi mà đi đến với những cái lễ hội hoặc là những cái đại lễ ở Hòa Hảo là bà con cô bác khi mà đến đây thì rất là nhiều những cái đồ ăn uống nè, rồi bà con phát miễn phí rất là nhiều luôn. Hôm nay mới có 15 thôi mà lượng bà con đến mừng đại lễ rất là đông luôn. Giờ này thì tầm khoảng hơn 6 giờ. Hai bên bán hàng rong rất là nhiều. Đây đến cái cổng chính của An Hòa Tự. Trong đây thì nhà chạy cơm số 4 nha. Khu vực này là khu vực đại cơm ở
chạy số 4. Mình đến từ đâu đây anh trai? Xã Phú Xuân. Xã Phú Xuân. Hồi sáng tôi làm em gái bắt nước mình đi Phú Xuân. Rồi chúc anh vui vẻ nha. Trời ơi, mấy em trai em gái này đi chơi vui quá, vui luôn rồi. Trời ơi, vui luôn. Đây cái cổng chính của An Hòa Tự. Thật sự là nếu mà hôm nay là mới có ngày 15 thôi, nếu mà ngày 17, 18 thật sự là mình nghĩ là chen chân sẽ không lọt luôn đâu. Quá đông bà con. Năm nay năm ngoái thì do tình hình dịch bệnh nên không có tổ chức được lễ. Năm nay là lần thứ 83 thì lượng bà con đổ xô về An Hòa Tự cũng như là tổ đình thì rất là đông. Cô này bán bánh tráng, bánh phồng hả vậy? bánh phồng với bánh tráng đặc biệt thơm ngon, đặc sản của Phú Thăng Hòa Hảo. Dạ. Của vùng Hòa Hảo mình có một cái khu làm bánh phồng, đúng rồi. Dạ. Đặc sản của Phú Thăng này bán thử đi, cái này có bán dằn luôn, ngon dữ dằn luôn, ngon dữ dằn luôn, ngon dữ dằn là ngon sao ta. Dữ dằn là tả chưa được luôn. Cái này mới không có phải mày nè chị ba. Đúng không chị? Thôi mình đi tiếp đi. Rồi, mấy Tiền Giang hả? À, anh có trong tay nè. Tiền Giang là nãy điện anh đúng không? Đúng rồi. Rồi sao đi xe? Dạ, không có chỗ nào gửi. Không gửi xe. Đang đây nè, đang trở lại đây nè. Dạ, dạ. Anh cứng của chồng tay. Dạ, lâu lắm rồi mà mới làm được hai độ. Rồi, bắt tay em cái luôn. Để gửi xe chạy ra. Gửi xe đi. Gửi xe đi. Chạy trở lại chỗ chạy số 4 nè. Em trai này ở Tiền Giang. Lần đội mấy trăm cây số để qua đây dự lễ cũng như là thăm hai anh em luôn nè. Rồi gửi ghế đi, anh đi vòng đây nè. Rồi tiếp tục đi tới luôn. Con cảnh ở phía trước nè. Bên đây là chạy cơm phía khu vực bên đây là bên nhà ăn chạy cơm. Đây, ở đây thì mấy cô bán hàng rong. Hôm nay thì quay dạo dạo phía trước này. Miễn phí không ai phát cà ra đâu phí. Bỏ thử cho 10.000 đi miễn phí cho. Sao? Bỏ thử 10.000 vô là có miễn phí liền. À, ngộ ta, cái này mới rồi nghe. Cái miếng hà cũng đậm thế nè, đặc sản chả đòn. Đây về ở đây cũng còn buôn bán cũng nhiều nè. Ồ, trong chạy cơm quá tăng đông luôn kìa, mấy trong đây đông quá đông luôn. Yeah.
quay phim luôn. Tối nay là phát nước gì à cô? Phát nước cà chanh. Dạ đổi món hả cô? Cà cam hả? Hồi sáng là trà đam, trà đường hạnh, trà đường hả? Trà đường hạnh đó. Dạ giờ đổi có phải okay. Có giống mấy cô hồi sáng không? Đó, dạ. Đó. Dạ. Giống không? Tại hồi sáng con cũng quay đây nè. Ủa sao thấy ban đêm mà nó đẹp hơn buổi sáng vậy? Ủa, không phải ông ta hay là có ánh đèn? Đẹp nhờ đèn. À, người đẹp nhờ đèn. Dạ vô con vô rồi chưa rồi? Vô chưa? Con chưa. Cái này là ngày mai phải không? À, cái này tới ngày mai đây tối giờ ngủ. Không mà ban đêm thấy đẹp hơn ban ngày ha. Dạ, dạ chưa vô rồi. Thế là chưa vô rồi. Con đăng lên rồi. Ăn đẹp chưa không? Dạ, con đi mang đẹp chưa á. Tối nay có hot girl được không? Hồi sáng thì hồi sáng không có nè. Tối nay có hot girl. Có tối nay mướn được hai hot girl đi ra làm tiếp nè. Chưa rồi. Không có đẹp tối, đẹp. Dạ. Tối lên đèn. Quay bên này mới có hot girl đúng không? Dạ. Rồi nước sôi luôn rồi. Đó, đây xe cái đá vô luôn. Trời ơi, nước đá mà sao nó nước sôi? Đây cũng trời ơi. Nguyên một vít luôn. Vậy là quên con rồi phải không? Buồn thiệt chứ. Giờ quay. Hồi sáng là hẹn tối nay quay lại mà. Có hẹn nữa. Vậy là hồi sáng chưa coi. Đã dở đây luôn chưa về. Ồ vậy là chưa về nhà luôn. Dạ. Để cái gì coi được. Bức tranh miền Tây. Bức tranh miền Tây rồi đi hấp bánh gan gì đó. Bức tranh miền Tây hồi sáng. Nãy bây giờ quay nãy dữ lắm. Chiều đông hơn hả cô? Đông dữ dạ. Ở 4 giờ giờ này là hơi vắng hơn đó hả cô? Vậy là tối nay mình nói tới mấy giờ? Cái này là tạm ngưng sáng mai đại tiếp. Sáng mai đại nước tiếp. Ủa vậy là cơm nước thì hết chưa? Mấy cô cơm nước hết chưa? Dạ ăn cơm rồi. Chùa luôn hả? Rồi đây con chúc sức khỏe nha. Rồi tạm biệt cô luôn. Dạ. Có nhiều người đăng ký. Rồi cảm ơn em gái nhiều luôn. Mai gặp lại nữa nha. Mai gặp lại nữa. Mai lại nướng gì nữa? Ngày mai chắc sáng cái thì chúng ta đi chợ đường. Rồi chợ đường. Chợ đường cà phê. Học é đổi. Đổi món. Dạ. Dạ. Đổi món. Rồi vậy thôi. Dạ. Con vẫn vui chút xíu. Dạ thôi con đi luôn. Gặp lại nha. Đây ngoài đây bắt đầu phát nè. Phải ra làm nhiều cái công đoạn như vậy đó mới kịp để cho bà con. Bây giờ là rất là đông luôn. Rồi xe qua luôn. À, cho qua luôn. Rồi đi ra hết được luôn. Rồi đi ra luôn. Rồi mình đi ra. Đi theo xe đi ra luôn mà đi chưa được luôn. Rồi giờ này phía ngoài đường lộ phía ngoài nè. Quá đông luôn. Rồi mình đi chung luôn. Đây ở phía ngoài nè, ở bên đó có bán những cái đèn, những cái bong bóng kìa, mình cho mấy em thiếu nhi chơi. Ở đây cái chỗ này thì bán đặc sản của Châu Đốc. Đây mấy sạp bán quần áo thì đắt quá luôn. Mấy sạp quần áo thì chen lắng mua.
đây đi trồng nè, bà con ta đang lựa đồ quá tàn luôn. Đây phía ngoài quá đông luôn. Nãy giờ mình thấy khu vực này là đông nhất luôn nè. Chỗ bán gì vậy? Em à, con nữa hả? Kênh gì ngày qua nó qua rồi ta? Nhắc lại rồi nhớ. Ờ, nhớ luôn. Về mở bức em dạ dạ. Có nghe tay. Bán gì dép? Con về con coi. Con về con coi ạ. Con về con la cho chú. Ờ, gặp một bóng đẹp ở sau lưng rồi kìa. Đó. Quá đẹp luôn rồi. Đây, bên đây thực sự là giờ này tầm khoảng 7 giờ rồi. À, lượng du khách, lượng bà con đổ về đây quá đông luôn. Đây bánh ngũ cốc. Bánh ngũ cốc. Rồi nguyên cái máy này giống máy cài quá ta. Máy này gọi là máy gì anh? Máy đời à. Dạ. Em không có gần bên ghe tàu lắm. Mình bán là một vòng là 20.000, 30.000. À một cụ là 20.000, ba cụ là 50. Có ăn thử miễn phí luôn. Rồi rồi vô ăn ăn chay, vô ăn ăn thử luôn. Đó. Ngon nha. Giới thiệu luôn em trai này chưa có người yêu. Mấy em xinh đẹp nào cũng không có nhu cầu thì nhớ bình luận lại cho cái kênh này biết luôn. Làm ăn luôn. Làm ăn lâu rồi. Giống tôi. Đi tới đâu đồng ăn chân á. Bây giờ bên kia đóng đóng vỏ sẵn luôn, bên kia đóng bọc sẵn luôn. Bên đây làm bên kia bọc này. Đây, bên đây là chỗ miễn phí, thí nghiệm miễn phí. Khi mà mới làm là chắc nóng lắm à anh. Dạ. Đợi hai em thấy có cái bao tay à. Cái đó là bột gì hả anh? Bột thôi, ngũ cốc. Ngũ cốc nha. Ngũ cốc, bột ai, bột gạo. Dạ, có bột gạo nha. Bột gạo. Anh thử miễn phí luôn. Đây là mấy người tính cơ. Dạ, qua đây. Tên gì anh chưa biết tên nữa. Dạ, tên An. Rồi. Đây mình anh bức tranh miền Tây tặng cho mình rồi mình tặng lên cho bức tranh miền Tây một bịch luôn. Rồi bây giờ ở đây là cái bánh ngũ cốc dinh dưỡng thơm ngon giòn tan. Rồi vô bọc luôn đi chị. Ba cái 50.000 hả? Mức cho người ta trả rồi hả? À. Rất là nhiều dinh dưỡng luôn. Bên đây là kem khối. Nóng dữ rồi, đau dữ rồi kìa. Gái đợi hả? Thiên đường bánh. Đây là bánh tốt.
này bánh hot dog hả cô? Dạ bánh hot dog. Ồ, còn trong đây là trong đây là gỏi gì hả chị? Cái này là ăn với xiên que. Gỏi xoài. Mấy cái đồ ăn giặt. Cái này là mình ăn đổ bánh gì đem ra? Dạ, hot dog. Phía ngoài nè bà con cô bác nhớ theo dõi kênh Cao Tùng Vlog để cập nhật liên tục những hình ảnh mới nhất về đại lễ 18 tháng 5 từ Tổ Đình cho đến An Hòa Tự. Đây, mình quay lại phía sau giúp cho bà con cô bác xem nè. Giờ này những cái con người con bà con đang đổ xô về đây nè, rất là đông luôn. Ở phía ngoài thì những cái anh công an giao thông dẹp đường liên tục, sợ ùn tắc giao thông. Quá đông rồi. Đây bên đây những cái anh cảnh sát giao thông phải điều tiết giao thông liên tục để tránh ùn tắc giao thông. Dòng lại cái khu vực An Hòa Tự để quay cảnh ở phía trong cho bà con cô bác xem luôn. Đây thường thường mà những cái chỗ mà lễ đồ thì có những anh tại đại thánh. Hello đại thánh. Lại gặp đại thánh nữa rồi. Ô ô ô. Tưởng là ông Ba Dương rồi. Hết hồn nha. Nên trọng anh Tôn Ngộ Không. Rồi bây giờ mình sẽ vòng lại cái việc ăn Hòa Tự. Đây thì bán quần áo. Đây dài dài thì bà con bán cũng đồ cũng rất là nhiều luôn nha. Giờ mình sẽ trở vào cái phía trong An Hòa Tự để quay cho bà con cô bác xem luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái An Hòa Tự nha để quay cho bà con xem phía trong hiện tại như thế nào. Đây là cái hình ảnh ở phía trong. Sớm giờ thì mình chỉ quay ở khu vực phía ngoài thôi. Thì bây giờ mình cập nhật ở phía trong luôn cho bà con xem cái quang cảnh ở phía trong luôn. Đây là chỗ chạy cơm. Đây có một điểm giữ xe. Rồi khi mà đến cúng giếng những cái chỗ như An Hòa Tự thì mình sẽ vào cái khu vực phía trong. Ở đây thì đãi cơm hoàn toàn là miễn phí, đãi cơm đãi nước. Giờ này hơn 7 giờ rồi mà con đến đây cũng rất là đông luôn. Thank you.
Hello, hello. Các bạn đến từ đâu đây? Dạ, vừa nhả đây luôn anh ơi. Ở Phú Tân luôn ha. Ăn cơm chưa? Dạ, có ăn xong. Tưởng chưa ăn, để tôi đại diện tôi mời ăn tiếp. Cái bước chân miền Tây. Em nè. Ở đây thì rất là đông. Vui vẻ nha. Đây. Để mình vào phía trong hôm nay là đãi món gì nha. Dạ. Hôm nay đãi món gì cô? Thật đơn. Dạ. Thật đơn hôm nay là món gì? Đừng nói chuyện. Không kịp đâu rồi. Không kịp luôn rồi, đãi không kịp rồi. Đây nãy cơm mà tương ngon quá, ai có dùng thì cơm tương. Thôi anh tiếp thương rồi, tiếp được mấy ngày rồi? Ba bữa à. Ba bữa. Ba bữa. Rồi chúc anh sức khỏe nha, anh mình cố gắng mình lại tới ngày tháng luôn. Của thầy á. Dạ. Vậy là vô phải không? Dạ. Phật giáo để dành cho cổ là của thầy đó. Dạ dạ. Dạ. Chào nữa. Dạ, như được rồi. Rồi quay mấy cô chú bên đây luôn. Đây là cái phía sau những cái đồ của bà con đem lại cúng thì rất là nhiều luôn nè. Trong này là chỗ bà con nghỉ. Nghỉ lại qua đêm. Giờ này thì tối rồi, khoảng gần 7 giờ rồi. Biết là giờ này bà, mấy cô chú ở trong có còn nấu không nữa. Đây. Cái trong nhà nấu ăn. Rồi chị phải không? Phải không? Dạ. 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 Quay thì cứ cắt ta súng được rồi. Gắn súng rồi. Dạ, là mình ngơi mình bớt nấu rồi ha chú. Để rồi coi lại ngưng rồi ha. Dạ. Mới nấu lại. Dạ. Khuya là mấy giờ mình mới nấu? 1 giờ đêm. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chú. Rồi chú sức khỏe luôn nha. Rồi tạm biệt mấy chú luôn. Chào. Con ở An Giang nè. Hồi sáng con có quay mấy chú. Con ở An Giang ở huyện nào? Dạ con mấy con ở Châu Thành. Dạ. Châu Thành ở chỗ nào? Dạ dạ. Không chờ lại. Cái gần cái lâu tẻ chú. Dạ. Rồi, tạm biệt mấy chú luôn. Dạ. Dạ. Rồi mình đi dạy qua khu vực bên dạy qua khu vực bên chỗ chánh điện bên đây để xem một con giờ này buổi tối đông không nữa. Ở phía trên thì giờ này đọc giảng cũng liên tục luôn. Đây có dân những cái giỏng nè. Ở đây thì đang làm những cái bông nè. Bà con ta cúng cũng nhiều quá luôn. Cô này trang trí bông. Để chuẩn bị cúng 18 tháng 5 nè.
đây thì có mấy ghế mà còn nghỉ trưa, nghỉ buổi tối. Chú quay về chú. Đó. Cậu bé quá mừng luôn rồi. Cái này khu vực chánh điện chú Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Đây là chỗ phía trước bà con đang cúng. Đây thì bà con đang cúng nên mình không có trò chuyện hay là nói nhiều được, mong bà con cô bác thông cảm. Đây thì bây giờ mình sẽ đi ra phía sau. Ở đây phía sau có một cái sân khấu để mình quay cho bà con xem luôn. Hôm nay mới có 15 à. Khoảng ngày 17 thì những cái đoàn cộ này sẽ di chuyển dòng khu vực từ An Hòa Tự cho đến Tổ Đình luôn, vòng vòng Phú Tăng luôn. Ồ, ở đây có một cái xe hoa nè, trang trí cũng gần xong nè, rất đẹp luôn. Giờ này buổi tối á, chứ buổi sáng thì mình nghĩ là rất đẹp á. Ở sau này thì cũng có mấy cái chỗ bà con người ta đẩy nước nè, đẩy nước miễn phí. Anh mới uống quá tài nhiều luôn rồi đó, chờ đường luôn rồi, chờ đường luôn, chờ đường luôn. Phía sau này cũng quá nhiệt tình luôn rồi, chờ đường anh chị ơi. Ô, ở sau này hình như là có một cái xe hoa hay là một cái sân khấu phía sau nè. Ồ, người ta đang đập vợt hả? Ồ, mấy năm trước thì ở phía sau nè. Ôi, ở phía này hình như là đây người ta đang đập vợt. Thì máy thì mình cũng có quay mấy clip rồi đó. Mấy cái đoàn sân hoa diễu hành. Hôm nay thì con ta đang tập vợt. Ở bên đây thì những cái bên đây tập trung cho những cái vị tiên nè. Chào cô tiên nữ. Em đóng vai vai gì? Dạ em đóng vai hoàng hậu. Hoàng hậu hả? Dạ. Mẹ đẻ ở hoàng hậu gì mà đẹp dữ vậy? Trai của mẹ của con ca. Dạ. Rồi hello. Hello hoàng hậu. Đó đẹp rồi.
gian luôn rồi. Em gái hết luôn hả? Dạ, sẽ diễn tiếp tục. Ờ, sáng nữa không? Dạ còn. Dạ. Chứ mấy giờ lắm? Dạ, chắc tầm 10 giờ. Cái này là mình tập làm đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn đàn ông nha. Có dây vua chưa? Để anh gái này lên. Thử bài được không? Hôm nay lắm chịu liền nè. Hoàng hậu ơi, Hoàng hậu. Hàng đẹp rồi, đây chắc đây là bạn của Hoàng hậu nè. Ở đây bạn của Hoàng hậu nè. Còn cái cô phía sau này là đóng vai gì? Tiên hả? Tiên nữ à? Mẹ đẹp rồi, tiên nữ đẹp quá trời luôn. Còn hai cái bạn đóng vai ở phía trong là gì em? Dạ, cũng tiên nữ nữa hả? Ờ, cô kia tiên nữ kia ở trên kia ngồi cao quá ha. Hello, hello, chào cô tiên nữ. Trời ơi, cười rồi. Cầm cái đàn cũng mỏi quá ha. Đây, giờ này phía ngoài thì bà con ở đây quá đông. Đến đây khu vực biểu diễn á để mà xem. Rồi chào tạm biệt bạn có tin gì? Tiên nữ, bạn tiên nữ. Bạn Hoàng hậu, quên lộn. Kiểu này kiểu này chắc bị bạch cũng tin bắt luôn quá. Rồi đi chợ ga. Đêm nay em đi ăn các tổng tiền bàn mà mốt tiền anh nên duyên
vợ chồng. Sau khi con mở về, em sẽ trở về nữa nữa và làm những người mở đó. Tìm giới anh giữ cố gắng hướng hình hòa như vậy. Anh có thể nghĩ kỹ chưa? Thì quá sức là bất kịp hai người. Anh thương hại nữ đi. Được. Xin hãy chịu yếu em đi. Chịu em đi. Em không phải là nữ nhân hình diệu kia. Cái em có là sức mạnh và dữ dội. Được chưa? Được chưa? Thank you.
Đừng làm mẹ đau quá, đau quá. Ông đồng buổi sáng hả? Ông đồng buổi sáng hả? Ông đồng buổi sáng. Đừng cảm ơn ta, vì Quan Âm Bồ Tát tiếp thị cho các người gặp nạn, nên sai ta đến đây để giúp đỡ. Hả? Không giúp đỡ? Ờ, ý kiến của tôi ở đâu? Ủa? Ờ, chúng ta nói thiệt. Rồi đến đây thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc clip ngày 15 tháng 5, ngày đại lễ của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, cũng như là những cái hình ảnh hiện tại ngày rằm. Và con cô bác nào chưa bấm đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì nhớ cho Cao Tùng Vlog một đăng ký kênh cũng như là bình luận phía dưới để ủng hộ cho Cao Tùng Vlog. Và đón xem mình sẽ cập nhật liên tục những cái hình ảnh mới nhất về đại lễ 18 tháng 5 nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.